Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Chắc hẳn các cậu đều đã xem hoặc biết đến loạt phim Final Destination rồi, đúng không? Đó là loạt phim tập trung quanh những nhóm nhỏ, những người thoát khỏi sự nguy hiểm về tính mạng sắp xảy ra khi một cá nhân trong nhóm đột ngột có linh cảm và cảnh báo mọi người. Sau khi trốn thoát khỏi bàn tay tử thần, những người sống sót lần lượt bay màu từng người một trong những vụ tai nạn kỳ lạ do một lực lượng vô hình gây ra. Tương tự với Final Destination, bộ manga hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu chính là Kudan no Gotoshi, còn có tên Việt hóa là Ngưu Nhân. Đây là một tác phẩm có màn ra mắt khá ấn tượng với cốt truyện phát triển giống với Final Destination. Chỉ khác là kẻ mang đến điềm báo cho vận mệnh lại là một con bò mặt người. Nghe rất hấp dẫn, đúng không nào? Vậy thì không chần chừ nữa, chúng ta hãy cùng xem điều gì đã xảy ra trong Ngưu Nhân nhé. Let's go! Cảnh báo spoiler, video này sẽ tóm tắt toàn bộ diễn biến manga Kudan no Gotoshi. Chúng tôi khuyên cáo các cậu hãy đọc truyện trước để có trải nghiệm tốt nhất. Nếu không quan tâm spoiler hoặc đã đọc truyện, hãy nhấn like, subscribe Way to Way Anime và tiếp tục thưởng thức video này đến cuối để giải mã mọi bí mật nhé. Chuyện bắt đầu với một nhóm bạn đại học gồm 7 người. Để tiện theo dõi diễn biến, tớ sẽ giới thiệu và đặt biệt danh dễ nhớ cho họ như sau. Người đầu tiên là nam chính của bộ truyện, Tsujimoto Hikaru, 22 tuổi, sinh viên đại học. Từ giờ, tớ sẽ gọi là Hikaru hoặc nam chính. Nhân vật thứ hai là bạn gái của nam chính, tên Sakurai Chiruzu. Tất nhiên rồi, tớ sẽ gọi cô nàng là Chizuru. Thứ ba là anh chàng đeo kính Shinji Fujisawa. Để dễ nhớ, tớ sẽ gọi cậu ta là đeo kính. Nhân vật thứ tư trong nhóm là một cô bạn có mái tóc ngắn, tên là Ayumi Baba. Tất nhiên, tớ sẽ đặt biệt danh cho cô nàng là tóc ngắn. Người thứ năm là Onodera Yota. Anh chàng này là người già dặn nhất trong nhóm bạn, tớ sẽ gọi Yota là mắt híp. Thành viên thứ 6 là anh chàng nhiệt huyết Shiraishi Tatsumi. Chúng ta sẽ gọi anh chàng là lông mày rậm. Người cuối cùng là một cô gái tên Kawai Mai. Dựa theo đặc điểm, tớ sẽ gọi cô bạn là bánh bèo. Cùng điểm lại các thành viên trong nhóm nhân vật chính nhé. Chúng ta có nam chính Hikaru, bạn gái cậu ta là Chiruzu, lông mày rậm và crush của cậu ta là tóc ngắn, cô gái bánh bèo, mắt híp và anh đeo kính. Nếu đã nhớ được các nhân vật rồi, chúng mình cùng bắt đầu cốt truyện chính thôi nào. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 19 tháng 2, khi nhóm sinh viên 7 người cùng nhau trở về sau chuyến đi du lịch. Người lái xe chính là Yota mắt híp. Thế nhưng trời đã tối mà mắt híp lại đi lạc trên con đường băng núi và nơi heo hút này không thể bắt được định vị GPS. Thay vì lo lắng, nhóm bạn trẻ đã hối thúc nhau phóng thật nhanh trên đường tối om. Và không may, đã có thứ gì đó chạy vụt qua khiến chiếc xe va chạm phải, thậm chí còn cán qua nó. Muốn đảm bảo đó không phải con người, cả nhóm quyết định xuống xe, bật flash điện thoại, nhặt vũ khí tự vệ và đi tìm hiểu sự việc. Khi đến nơi, tất cả khá bàng hoàng khi nhìn thấy một con bò to lớn nằm ở đó. Đeo kính đã nhận ra con bò vẫn còn sống và khi con bò run rẩy đứng dậy, tất cả đã khiếp sợ vì nó có mặt người. Con bò bỗng nói trời sẽ đổ mưa. Đúng vậy, và nó nói tiếng người. Quá sợ hãi, các chàng trai vội vàng dùng vũ khí trên tay đánh tới tấp vào con bò quái vật, trong khi nhóm con gái vội chạy về xe. Sau đó, tất cả cùng lên xe vượt qua màn mưa, trở về thành phố trong khi còn chưa hết bàng hoàng. Ngày 20 tháng 2, Hikaru đã gọi điện thoại để nói lời chia tay với Chiruzu. Sau đó, anh đã uống rượu và cố gắng tự hóa khép lại đời mình. Thế nhưng, Hikaru lại thấy con bò mặt người xuất hiện trong lúc đang ở ranh giới sinh tử. Con bò cho rằng tự khép lại đời mình là không chấp nhận được và nói sẽ bắt đầu từ cậu ta vậy. Hikaru bừng tỉnh trong nỗi sợ, cậu phát hiện ra mình đã cố hết cách nhưng không thể nào làm bản thân ngừng thở. Một tuần sau, Hikaru vừa suy nghĩ, vừa đi tới chỗ nhóm bạn tụ họp và thở phào khi không nhìn thấy Chiruzu ở đó. Quá áp lực vì bị bạn bè tra hỏi chuyện chia tay với Chiruzu, Hikaru đã bỏ ra ngoài hút thuốc. Cậu bạn lông mày rậm tìm đến Hikaru để an ủi. Lông mày rậm cho rằng Hikaru đừng lo lắng khi muốn ở một mình và cậu không nên chia tay Chiruzu. Đáp lại cậu bạn, Hikaru đã nhắc đến việc lông mày rậm thích tóc ngắn. Anh chàng còn quân sư cho cậu bạn việc nên tỏ tình và sinh nhật Cross. Thế nhưng, lông mày rậm chợt nói, sắp nửa đêm rồi, không biết bản thân còn sống đến lúc ấy không. Trong lúc Hikaru gặng hỏi, lông mày rậm đã nói ra việc mình gặp lại con bò kỳ lạ. Và nó còn nói cậu ta sẽ bay màu khỏi thế gian sau 7 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 7. Không ngờ rằng tất cả bạn bè đã tới và nghe hết được lời của lông mày rậm. Lấy hết can đảm, lông mày rậm đứng dậy tỏ tình với tóc ngắn. Nhưng vừa dứt lời thì chiếc đồng hồ to lớn ở gần đó bị gãy và đổ xuống đầu cậu ta. Lông mày rậm là người đầu tiên trong nhóm bạn qua đời vào ngày 27 tháng 2, đúng 7 ngày sau khi con bò tiên tri về vận mệnh của cậu ta.
6 người còn lại tranh cãi về việc rõ ràng họ gặp con bò vào ngày 19, tức là ngày 27 đã qua, ngày thứ 8. Hikaru bất chợt nói ra suy đoán, nhà lông mày rậm ở xa chỗ thuê xe. Khi cậu ta về nhà, đi ngủ và gặp lại con quái vật lần nữa là đã bước sang ngày 20 tháng 2. Vậy nên, đúng 7 ngày sau, phải là ngày 27, cậu ta thực sự đã ra đi đúng 7 ngày sau lời tiên tri. Không chấp nhận được sự thật, Tóc Ngắn chạy vào nhà vệ sinh và khóc. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa buồng vệ sinh. Tóc Ngắn hé cửa và nhìn thấy con bò mang khuôn mặt của lông mày rậm. Con bò vừa khóc vừa nói rằng Tóc Ngắn chỉ còn 7 ngày để sống. Trong lễ tang lông mày rậm, mọi người tụ tập lại và thắc mắc về sự vắng mặt của Tóc Ngắn. Cả đám kéo tới nhà Tóc Ngắn nhưng lại không thấy ai mở cửa. Hikaru bất chợt nghĩ ra một nơi và quyết định sẽ tự đi một mình. Hóa ra Tóc Ngắn đang đứng trên sân thượng trường học, ngắm nhìn đám trẻ chơi bóng đá và nhớ về lông mày rậm. Hikaru vội vàng chạy tới nhưng bị Tóc Ngắn yêu cầu giữ khoảng cách. Cô đã kể cho Hikaru nghe về việc con bò mang khuôn mặt crush đến gặp mình và tiên tri rằng cô cũng chỉ còn có 7 ngày trên đời. Cảm thấy không còn gì luyến tiếc, Tóc Ngắn đã tự khép lại đời mình từ trên cao xuống. Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, Tóc Ngắn ngã xuống mà không hề ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ bị chảy xước nhẹ mà thôi. Khi cả đám tụ tập hỏi han Tóc Ngắn, cậu bạn đeo kính lấy ra thông tin mình tìm kiếm được. Cư đàn hay ngưu nhân diện là một loại yêu quái nửa người nửa bò, có nhiều dị bản về chúng. Nhưng có một điểm chung là cư đan có thể nói tiếng người và chúng thường đưa ra lời tiên tri, thường là về dịch bệnh hay chiến tranh. Cả đám lúc này đã nhớ lại đầy đủ câu nói của con bò đầu tiên. Nó đã nói rằng trời sẽ đổ mưa và tất cả các người sẽ bay màu hết. Lại một lần nữa, khi đang căng thẳng, cửa nhà Tóc Ngắn vang lên tiếng gõ cửa. Lấy hết can đảm, Tóc Ngắn ra mở cửa. Không ngờ rằng đó không phải là ai nguy hiểm mà là người giao hàng. Món quà được giao đến là bó hoa từ lông mày rậm. Cậu ta đã chuẩn bị trước cho sinh nhật của Cross. Nhờ bó hoa, Tóc Ngắn đã không còn thấy sợ trước lời nguyền nữa. Khi trở về, Hikaru đã nói với Chiruzu rằng cậu sẽ tìm bằng được cách hóa giải lời nguyền. Ngày hôm sau, Tóc Ngắn quyết định đi tìm cha của mình sau 4 năm 3 tháng không gặp. Cô yêu cầu cha mình phải đến gặp mẹ, làm rõ vấn đề giữa hai người để mẹ cô yên tâm tiến thêm bước nữa. Tóc Ngắn đã nói, coi như đó là yêu cầu cuối cùng của cô. Về phía những người còn lại, đeo kính đã liên hệ với giáo sư Hidemi nhằm tìm cách giải quyết vấn đề. Giáo sư cảm thấy quá khó tin vì chưa từng có tài liệu nào nói về việc cư đan gây hại đến tính mạng con người hoặc nguyền rủa ai. Thường thì cư đan đem lại phúc lành. Giáo sư Hidemi cũng đã hỏi một câu hỏi mang tính chủ chốt. Nếu Tóc Ngắn gặp con cư đan mang khuôn mặt lông mày rậm, vậy con cư đan đầu tiên nhóm sinh viên đã gặp là khuôn mặt của ai? Trong lúc này, Hikaru và Chiruzu không đi cùng các bạn mà tìm đến con đường hôm đó cả bọn gặp cư đan. Trong lúc Hikaru đang tìm bằng chứng để xác định con cư đan còn sống hay không, thì Chiruzu rút ra tấm ảnh gia đình của cô. Mà ở đó, khuôn mặt cha cô giống hệt mặt con cư đan đầu tiên nhóm bạn gặp. Cha của Chiruzu đã tự khép lại cuộc đời khi cô chỉ mới là đứa trẻ. Chiruzu rút ra một con dao. Hikaru nói cô cầm dao để xử lý con cư đan thì vô dụng thôi. Nhưng Chiruzu đã đáp lại rằng con dao là dành cho Hikaru và cả bản thân mình. Chiruzu đã nói sự thật về khuôn mặt con cư đan đầu tiên cho Hikaru. Cô cho rằng tất cả là lỗi của Hikaru khiến sự tình thành ra thế này. Không chần chừ, Hikaru cướp con dao, tự tác động vật lý vào bụng mình và nói cậu lúc nào cũng muốn tự khép lại cuộc đời bản thân. Khi Hikaru ngã xuống sườn núi, Chiruzu bỗng nhào theo. Lý do Chiruzu đổ lỗi cho Hikaru dần được hé lộ. Trong quá khứ, Hikaru một lần đùa nghịch cùng nhóm bạn và băng qua đường một cách nguy hiểm. Cha của Chiruzu đã đâm phải cậu bé. Nhưng thay vì ở lại xử lý, ông lại trốn chạy. Quá sợ hãi trước trách nhiệm phải chịu, ông lựa chọn tự khép lại đời mình. Chiruzu và Hikaru cùng tỉnh lại sau giấc mơ về quá khứ. Chiruzu thừa nhận đã theo dõi Hikaru từ thời trung học để chuẩn bị cho việc trả thù. Cô cũng thừa nhận mình đã yêu Hikaru sau thời gian dài tiếp xúc. Hikaru biểu lộ rằng cậu tình nguyện hy sinh để chấm dứt tất cả. Thế nhưng, con cư đan sẽ không cho ai ra đi cho đến khi nó đưa ra lời tiên tri với từng người. May mắn là cả hai không phải đợi lâu, nhóm bạn cùng giáo sư Hidemi đã tìm đến để cứu hai người. Nhờ sự thông minh và tài phán đoán của anh đeo kính, trong lúc này, Tóc Ngắn đang tận hưởng những ngày được sống cuối cùng. Cô đến gặp và ăn tối cùng bố mẹ lông mày rậm. Nằm trong phòng và ngắm nhìn những kỷ vật lông mày rậm để lại, Tóc Ngắn chợt tìm ra một cuốn nhật ký được giấu kín. Ở đó, lông mày rậm đã tự tâm sự về những ngày bị bạn bè bắt nạt ở trường học. Tóc Ngắn quyết định đi tìm tên bắt nạt, kẻ đang hạnh phúc bên vợ con để trả thù cho Cross. Tuy nhiên, khi con trai kẻ bắt nạt suýt bị chiếc xe tác động vật lý, cô lại lao ra cứu đứa bé. Tóc Ngắn đã nói rõ ngọn ngành cho kẻ bắt nạt và cho rằng lông mày rậm đã ngăn cô trả thù.
sau đó yêu cầu kẻ bắt nạt phải nghĩ về điều đó trước khi cô quay lưng bỏ đi. Trên đường trở về nhà, Tóc Ngắn bắt gặp nhóm bạn đang đi tìm mình. Hikaru thông báo đã tìm được cách để cứu cô bạn. Một tiếng trước khi bước sang ngày thứ 7 của Tóc Ngắn, cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Giáo sư Hidemi đã đưa ra cách phẫu thuật lấy tim và não Tóc Ngắn ra để bảo quản trước thời điểm 7 ngày. Điều này sẽ giúp phá vỡ quy tắc của lời nguyền. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi đang phẫu thuật, điện chợt mất. Các bác sĩ bỗng lâm vào ảo giác. Khi đèn sáng lên, họ thấy một con bò nằm trên bàn mổ. Các y tá và phụ tá cũng biến thành đầu bò. Quá sợ hãi, bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ đã đâm liên tiếp xuống bàn phẫu thuật. Khi tỉnh táo lại, đã qua 12 giờ đêm và Tóc Ngắn đã ra đi dưới tay bác sĩ. Cách này không được thì tìm cách khác. Sau khi nhờ các bác sĩ lo hậu sự cho Tóc Ngắn, giáo sư Hidemi lại đưa cả đám bạn xuống một căn hầm và trói họ lại với nhau. Theo giáo sư, căn hầm này rất kín và chỉ có mỗi ô thông gió, còn Kudan sẽ không thể vào đây để tiên tri được. Ông cũng lắp đặt camera để quay lại toàn bộ quá trình nhóm bạn ở trong phòng kín. Ông thẳng thắn nói rằng mình là một nhà nghiên cứu, ông không có lý do để giúp các bạn trẻ, chỉ muốn nghiên cứu mà thôi. Khi giáo sư bỏ sang phòng quan sát, đeo kính đã nói với các bạn giả thuyết của bản thân. Lời nguyền đến theo thứ tự 12 con giáp, vậy nên người tiếp theo phải bay màu sẽ là mắt híp, do tên cậu ta ứng với chữ mùi, sau mắt híp là đeo kính, tiếp nữa là Chiruzu. Nhưng giả thuyết này bị giáo sư Hidemi bác bỏ, ông chỉ thẳng vào đeo kính và nói người tiếp theo phải hy sinh mạng mình là cậu ta. Hóa ra giáo sư thật vẫn ở phòng quan sát. Trong video, ông thấy một con bò và khi nó quay lại, đó là một con cư đan mặt người. Trong phòng kín, giáo sư già vẫn đang giải thích cho đám bạn nghe nguyên nhân. Lẽ ra cả đám phải bỏ mạng vì tai nạn trong đêm mưa hôm ấy và thứ tự ra đi ứng với vị trí ghế ngồi của mỗi người. Người ngồi sau hai người đã bay màu trước đó chính là anh chàng đeo kính hiện tại. Cô nàng bánh bèo chợt nhận ra họ chưa bao giờ tiết lộ cho giáo sư vị trí ngồi của mình. Giáo sư già bỗng biến thành Tóc Ngắn và nói rằng trong số nhóm bạn có một kẻ bị nguyền rủa. Đúng lúc này, giáo sư thật chạy tới mở cửa. Ông thấy cả bọn đều ngất lịm nên gọi tất cả dậy. Khi kiểm tra lại, camera không hề ghi lại được gì. Đeo kính thì quyết tâm sẽ tìm ra ai là kẻ bị nguyền rủa trong nhóm. Cậu ta tuyên bố sẽ tự khép lại cuộc đời kẻ bị nguyền rủa trước thời hạn 7 ngày của mình. Nhóm bạn quyết định giải tán. Trước khi nghĩ cách khác thì Hikaru lại phát hiện ra Chiruzu bụng ngày một to và có vẻ cô đang rất khó chịu. Ngày hôm sau, đeo kính đi tới một băng đảng Yakuza. Cậu ta lập tức uy hiếp đám đàn em bằng vũ khí để tìm gặp tên đại ca. Tại đây, cậu đề nghị đám Yakuza mua lại mạng sống của mình. Trong khi đeo kính đàm phán với băng đảng bên trong, mắt híp đã đứng bên ngoài chờ đợi. Có vẻ cậu ta không yên tâm và đi theo đeo kính cả đêm đến giờ. Anh chàng đeo kính thì đang vô cùng tự tin ra cái giá 1 tỷ yên với đám xã hội đen cho mạng của mình. Ngay lập tức, tên đại ca cầm súng bắn liên tiếp vào cậu ta vì tưởng mình bị đùa giỡn. Không ngờ rằng đeo kính lại sống dậy và hỏi có thấy 1 tỷ yên là rất hơi không. Ở nơi nghiên cứu của giáo sư Hidemi, bụng Chiruzu vẫn đang ngày một to ra. Hikaru vô cùng lo lắng nhưng không thể làm được gì. Dưới sự phát triển nhanh khủng khiếp của cái thai lạ, Chiruzu bắt đầu chuyển dạ để sinh con. Thật không ngờ, thứ cô sinh ra là một con cư đan. Ngay khi vừa sinh ra, nó đã tự đứng dậy được. Bất ngờ hơn, nó mang khuôn mặt của Hikaru. Lúc này Hikaru đau đầu phát điên và hàng loạt hình ảnh về nạn đói, chiến tranh, dịch bệnh cũng như đám tang hồi bé của cậu ta hiện về. Hikaru bỏ chạy ra ngoài, cũng là lúc con cư đan mới sinh tự tan biến. Ngồi trên sân thượng trong màn mưa, Hikaru tự hỏi về những hình ảnh tai họa xuất hiện, cũng như việc mình từng trải qua sinh tử khi bé. Cậu chợt tự hỏi liệu kẻ bị nguyền rủa có phải mình hay không. Ở phía đeo kính và đám Yakuza, cậu chàng nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Đi tới địa chỉ được báo và cho bay màu hết tất cả những ai cậu ta gặp. Tên đại ca đưa tiền cho đeo kính và hứa khi xong sẽ đưa nốt phần còn lại. Lão cáo già còn đe dọa đeo kính bằng cách hỏi rằng liệu em trai cậu ta có bất tử hay không. Đeo kính chấp nhận cầm tiền đi làm việc, trong khi tên đại ca vẫn quyết định cử đàn em đi theo dõi em trai cậu ta. Mắt híp chặn đeo kính trên đường đi với hy vọng cậu bạn không dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng đeo kính đã từ chối nghe theo và quyết làm theo ý mình. Trong lúc đeo kính đang làm việc cho đám xã hội đen vì số tiền 1 tỷ yên, em trai cậu đi học về và thấy đám đầu gấu đang ở trong nhà mình. Cậu bé định chạy nhưng bị tóm lại nên đành gào lên cầu cứu. May mắn là mắt híp xuất hiện nhưng cậu ta lại bị một tên đàn em cầm ra xử lý. Cứu người không được lại bị bắt đi cùng. Cả mắt híp và em trai đeo kính đều bị đám Yakuza trói lại. Sự việc hỗn loạn đã được hàng xóm báo cảnh sát, vậy nên vụ lùm xùm được rất nhiều người chú ý, cả truyền thông cũng tới đưa tin. Trên đường trở về cứu em mình, đeo kính gặp cô bạn bánh bèo đang làng vàng gần đó. Vậy là cả hai quyết định sẽ đồng hành cùng nhau. Khi mở cửa xông vào nhà, đeo kính và bánh bèo chết lặng khi thấy một con bò ở giữa nhà.
nhưng có vẻ tất cả là mơ khi cả hai được nhân viên điều tra gọi dậy. Đeo kính vội vàng ôm em trai và hỏi tại sao người cậu bé dính máu. Cậu em hồn nhiên trả lời đó là do con bò. Trong lúc đang lấy lời khai của Đeo Kính và Bánh Bèo, thanh tra nhận được tin toàn bộ băng đảng Trương Vương đã bị diệt hết, không còn một ai. Việc xóa sổ cả một băng đảng này hệ trọng hơn, vậy nên hai người bạn được thả về tạm thời. Hai người sau đó vào viện thăm mắt híp, có vẻ vết thương rất hệ trọng và mắt híp không hề có khả năng bất tử như những người bạn của mình. Mặt híp đã tiết lộ với hai người bạn về con cư đan xuất hiện cứu cậu và em trai Đeo Kính. Cậu ta đã nhìn thấy nó và con cư đan đó mang khuôn mặt của Hikaru. Không những thế, mắt híp còn nói ra nghi ngờ của mình khi mà vào hôm gặp con cư đan đầu tiên, ngay sau khi Hikaru nói sáng sớm, mình chỉ đi hóng gió. Lập tức, nhóm bạn bị lạc đường và gặp sự cố. Mặt híp tiếp tục tiết lộ bí mật rằng Hikaru không hề đi dạo vào lúc sáng sớm như cậu ta nói. Chính mắt híp đã chứng kiến cảnh Hikaru nhảy khỏi vách đá. Thậm chí, Hikaru còn mỉm cười bí hiểm với mắt híp trước khi nhảy. Lúc này tâm trạng của cả ba người rất khác nhau, trong khi Đeo Kính quyết tâm xác nhận việc Hikaru có phải kẻ bị nguyền rủa hay không. Thì Bánh Bèo lại cho rằng cư đan là sứ giả của Chúa Trời và cô sẽ bảo vệ Hikaru. Còn mắt híp, cậu ta nằm trên giường bệnh và cười một cách đầy bí ẩn. Quay trở lại với Chiruzu và Hikaru, cả hai vẫn chưa vượt qua cơn sốc sau việc Chiruzu sinh ra con cư đan mặt người. Hikaru đã có một giấc mơ kỳ lạ giống như tiên tri những việc chưa xảy ra. Chiruzu thì cho rằng mình là kẻ bị nguyền rủa, trong khi Hikaru lại nói anh mới là kẻ đó. Sau khi cả hai ngồi ghép lại các manh mối, Hikaru quyết định hai người sẽ cùng về quê và đi tìm mộ của bố Chiruzu để tìm hiểu rõ sự việc. Giáo sư Hidemi đã lắp đặt thiết bị nghe lén trong căn phòng và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Hikaru và Chiruzu. Ông ta tỏ ra rất hứng thú và cho rằng mình đã một công đôi việc khi vừa có mẫu vật cư đan vừa nghe được mọi vấn đề. Trở về nhà của Chiruzu ở quê, Hikaru và bạn gái được mẹ cô ấy tiết lộ rằng trong mộ của bố cô có một cuốn nhật ký. Mẹ Chiruzu cũng tiết lộ trong đó viết khá nhiều điều kỳ quặc, bao gồm cả vài điều về cư đan gì đó. Khi bị mẹ gặng hỏi về lý do tìm hiểu về người bố của mình, Chiruzu bối rối không biết làm sao. Còn Hikaru đã khẳng khái muốn nói tìm hiểu sâu hơn về gia đình bạn gái. Cậu ta nghiêm túc với mối quan hệ này. Cả hai sau đó đã đi ngủ để sáng hôm sau đến mộ bố Chiruzu. Sau 12 tiếng nghỉ ngơi, hai người thức dậy và gặp được cô bé nữ sinh trung học Miyuki, vốn là bạn thuở nhỏ của Chiruzu. Sau khi nghe hai người trình bày về ý định đến thăm mộ bố Chiruzu, Miyuki đã thẳng thừng khuyên cả hai quay về Tokyo. Lý do bởi vì chuyện xảy ra với bố Chi-chan sẽ lặp lại. Miyuki đã nói như vậy. Kiên quyết đi theo Hikaru và Chiruzu đến thăm mộ, Miyuki cho rằng cô bé có linh cảm xấu và đi theo với ý định muốn giúp đỡ Chiruzu. Ba người dừng lại ở tạp hóa để mua thêm đồ. Hikaru đã mua thêm dây thừng và nói để đề phòng giấc mơ của mình thành thật. Quả nhiên, Đeo Kính và Bánh Bèo đã tìm đến như trong mơ. Đeo Kính bất ngờ tấn công Hikaru vì cho rằng cậu là kẻ bị nguyền rủa. Bánh Bèo vội vàng xông ra để bảo vệ cho nam chính. Hikaru nhanh nhẹn lấy sợi dây thừng vừa mua để gài bẫy khiến Đeo Kính ngã xuống. Không ngờ sự việc chưa kết thúc, mẹ Chiruzu bất ngờ xuất hiện, dùng dây thừng tròng vào cổ Hikaru và nguyền rủa cậu biến mất. Trong lúc Chiruzu cố bảo vệ bạn trai và muốn mẹ mình dừng tay, mẹ Chiruzu đã thốt lên tại sao Hikaru không biến khỏi thế gian như lời tiên tri. Cậu ta không phải là con người mà là quái vật. Mẹ Chiruzu liên tục chất vấn và trách móc Hikaru về sự ra đi của chồng mình. Bất ngờ cô bé Miyuki lên tiếng nói rằng cha của Chiruzu vẫn còn sống và chỉ vài ngày nữa tất cả sẽ gặp lại ông ấy. Nghĩ rằng Miyuki nói dối, mẹ Chiruzu xông tới kiểm tra mộ chồng và bàng hoàng phát hiện cho cốt của chồng đã biến mất. Để tìm hiểu những bí ẩn vẫn ngổn ngang, cả nhóm quyết định xem xét cuốn sổ nhật ký của bố Chiruzu. Một tấm ảnh rơi ra khỏi cuốn sổ khi mọi người mở ra. Tất cả bàng hoàng bởi đó là hình ảnh Hikaru trong bộ quân phục thời Thế chiến. Khi nhóm bạn khám phá cuốn nhật ký, mọi chuyện trở lại đêm định mệnh của bố Chiruzu. Đó là một đêm dày sương ngày 2 tháng 7. Ông nhận được bức ảnh ở công ty và nghĩ ai đó đã bỏ quên lại. Trên đường trở về nhà, bố Chiruzu gặp lại một con bò mặt người. Nó tiên tri rằng ông chỉ còn sống được 7 ngày nữa. Vào ngày 6 tháng 7, ông đã viết lại sự việc mình va phải một đứa trẻ cùng những lời ăn năn của bản thân. Và rồi cuốn nhật ký kết thúc ở đó. Mẹ Chiruzu giải thích rằng mãi sau này bà mới tìm hiểu được nguyên do chồng mình tự kết liễu. Bởi vì cậu bé ông ấy va chạm phải có khuôn mặt và cái tên giống hệt người trong bức ảnh ông ấy tìm được đêm gặp con cư đan. Một thông tin gây sốc khác được mẹ Chiruzu tiết lộ đó là Hikaru vốn không hề thực sự tồn tại. Cậu ta không có bất kỳ hàng xóm nào thông tin cha mẹ của Hikaru là giả và khi kiểm tra đến danh sách sinh viên không hề có tên Hikaru ở đó. Không tin vào những gì nghe được, Hikaru cho rằng cậu vẫn đang tồn tại ngay đây và chạy đi tìm sự thật.
Khi tìm đến góc phố nơi Hikaru nhớ rằng đó là nhà cậu, Hikaru sốc nặng khi thấy nơi đó lại trở thành một ngôi đền. Hikaru bắt gặp cô hàng xóm. Cậu vội vàng nói về việc hồi nhỏ sống ở đây và thường qua nhà cô ăn tối. Nhưng người hàng xóm lại tỏ ra rất bối rối. Bà nói rằng ngôi đền đã ở đây cả trăm năm, chắc cậu đã nhầm khu và bà không hề biết cậu là ai cả. Lời nói của đeo kính lúc này vang vọng trong đầu Hikaru. Hiraku là thực thể chỉ tồn tại trong ảo giác. Cậu ta tử rồi lại sinh, rồi lại tử, cứ thế lặp lại liên tục. Mặt khác, đeo kính sau tất cả những biến cố điên rồ, cậu quyết định dành ra 5 ngày cuối cùng cho gia đình thay vì tìm hiểu tiếp những bí mật kinh khủng quanh cử đàn. Nhưng ngay lúc này, tin dữ cũng tới với nhóm bạn, Mắt Híp đã qua đời. Đeo kính vội vàng trở về bệnh viện và nhận được video Mắt Híp quay lại khi hấp hối. Mắt Híp đã tiết lộ sự thật rằng vào hôm cả bọn gặp con cư đan đầu tiên, thứ tự ra đi trong vụ tai nạn đầu sẽ là thứ tự họ chết sau này. Và có lẽ Mắt Híp là người duy nhất đã sống sót. Chính vì vậy mà Mắt Híp không thể bất tử như các bạn mình. Đeo kính dường như đã dũng cảm hơn sau khi xem video của Mắt Híp. Cậu quyết định ở bên gia đình và mua bảo hiểm sinh mạng của mình để tặng cho bố mẹ. Quay trở lại với Hikaru, giáo sư Hidemi đã tìm đến cậu khi anh chàng đang bối rối đi tìm nhà của mình theo trí nhớ. Phớt lờ sự giận dữ của Hikaru về việc bị đặt máy nghe lén, giáo sư Hidemi bắt đầu giải thích về ngôi đền, nơi mà Hikaru cho là nhà của mình khi xưa. Ngôi đền có tên là đền Tenjin, còn có tên là đền Tenman, vì đó là Ten của Tenmaku. Ở Nhật Bản có 3 linh hồn đại diện cho thù hận bao gồm Michizane, Heisomon và Hoàng đế Sotoku. Michizane vốn là một nhân vật được Hoàng đế Uta vô cùng thưởng thức. Ông được phong là bộ trưởng, không khác gì cánh tay trái của Hoàng đế. Nhưng đối thủ của ông là Tokihira Fujiwara, sợ rằng bản thân bị thất sủng, kẻ đó đã hãm hại, khiến Michizane bị đẩy tới thành phố Daizafu. Tại đó, Michizane ôm hận mà chút hơi thở cuối cùng trong tiếc nuối, vì không biết mình đã làm gì sai mà phải đi đẩy. Nhưng sau khi ra đi, linh hồn Michizane bắt đầu báo thù. Tất cả những ai liên quan đến Tokihira, kẻ đã hãm hại ông, đều không được sống. Chính Tokihira cũng bay màu ở tuổi 30. Quá sợ hãi, hoàng đế vội vàng trọng dụng gia tộc của Michizane. Nhưng rồi, thần sấm sét trừng phạt xuống những kẻ âm mưu lật đổ Michizane. Ngay cả hoàng đế cũng trúng sét và cháy như đuốc. Sau sự việc đó, người dân lập ra đền Tenji để thờ phụng cả Michizane và thần sấm. Và điều liên quan ở đây là gì ư? Bò chính là đại diện cho Michizane. Cuộc đời Michizane đều liên quan đến bò. Ngày sinh và ngày mất đều là ngày bò theo 12 con giáp. Khi bị đi đầy, một con bò trắng đã giúp đỡ ông ta. Khi ông hấp hối, Michizane đã yêu cầu được nằm trên một chiếc xe bò và chiếc xe dừng lại ở đâu, hãy chôn ông ở đấy. Ngôi đền hiện tại, nơi chôn cất Michizane lại là nhà Hikaru năm xưa. Giáo sư Hidemi cho rằng đó không phải trùng hợp. Giáo sư cũng đã gọi điện kiểm tra mọi nơi. Sự tồn tại của Hikaru đã biến mất hoàn toàn. Khi ông tra hỏi Hikaru là người hay là quỷ hay thậm chí là thần, nam chính đã dõng dạc nói cậu là con người. Tuy nhiên, giáo sư Hidemi đã phản bác lại rằng Hikaru không hề có bóng. Ông cũng thông báo cho Hikaru về sự qua đời của Mắt Híp khiến cậu rất sốc. Hikaru thuê tạm một căn phòng, uống bia và dằn vặt bản thân. Bất ngờ là Bánh Bèo tìm tới cậu ta. Cô nàng cởi sạch đồ và yêu cầu có một đứa con. Cô ta muốn được sinh ra đứa con của Chúa. Bánh Bèo tiếp tục tẩy não Hikaru khi cho rằng việc bạn bè mình khi ra đi đều biến thành cư đan chính là một cách các tín đồ được trở thành sinh vật đại diện cho thần linh. Đó là cách họ đi tìm đường giải thoát. Bánh Bèo cho rằng Hikaru chính là thần linh. Để giúp cậu chứng minh bản thân tồn tại, Hikaru hãy để Bánh Bèo mang thai con của cậu. Yếu đuối, tuyệt vọng và đơn độc, Hikaru đã ngã vào vòng tay của Bánh Bèo. Ở phía Chiruzu, có vẻ mẹ cô đã bình tâm lại và quyết định về nhà cùng con gái. Thế nhưng Chiruzu đã nói ra nỗi lòng mình. Cô thực sự thích Hikaru và muốn được ở bên cậu ấy. Tuy nhiên, khi tìm đến phòng của Hikaru, Chiruzu đã đứng ở cửa và nghe thấy tất cả. Sáng hôm sau, Hikaru bật dậy và thấy Chiruzu đang ngồi trong phòng mình. Cô đã gặp Bánh Bèo và tát cô bạn đau điếng. Nhưng Bánh Bèo lại thản nhiên nói cô ta đã xong việc với Hikaru rồi bỏ đi. Hikaru thừa nhận lỗi lầm của bản thân và đề nghị chia tay. Chiruzu không nói gì mà chỉ cầm lấy tay của Hikaru. Cô muốn chứng minh rằng cô đang trở nên giống Hikaru. Đúng vậy, Chiruzu cũng đang dần biến mất. Trong lúc đó, Bánh Bèo tới chất vấn giáo sư Hidemi tại sao lại nói cho Chiruzu vị trí của Hikaru. Giáo sư đã rất bất ngờ vì ông không hề gặp nữ chính. Lúc này, ông ta chợt nhận ra Chiruzu đã bắt đầu có năng lực đặc biệt. Giáo sư Hidemi và Bánh Bèo cũng rất vui mừng vì có vẻ cô đã mang thai thành công. Trong khi các sự kiện ở quê nhà Chiruzu và Hikaru đang tiếp diễn, tại Tokyo,
những tai nạn bí ẩn liên quan đến bò mặt người bắt đầu bùng nổ. Trên Internet, những thông tin liên quan đến Kudan ngày một nhiều khiến mọi người lo sợ. Hikaru và Chiruzu bằng năng lực đặc biệt của bản thân đã cảm nhận được có vấn đề đang diễn ra ở Tokyo. Để tìm hiểu vấn đề, Hikaru và Chiruzu lại nắm tay nhanh và chờ đợi những hình ảnh liên quan hiện lên. Viễn cảnh cả hai nhìn thấy là một tòa nhà của bệnh viện. Thế nhưng trong hiện thực, tòa nhà này đang thi công, không hề có tòa nhà nào đã hoàn thiện ở khu vực đó cả. Phát hiện ra mình đã nhìn thấy hình ảnh của tương lai, cả hai chìm trong thắc mắc về ý nghĩa của hình ảnh này. Trong khi cả hai đang bối rối tìm câu trả lời, hai anh em đeo kính gặp bọn họ ở công viên. Đúng vậy, đeo kính vẫn đang trong khoảng thời gian bất tử cuối đời. Đeo kính vội vàng dẫn em trai về nhà và nói rằng hai người bạn của mình bị nguyền rủa. Đeo kính yêu cầu cả hai hãy tránh xa mình và gia đình để cậu tận hưởng nốt những ngày cuối cùng. Ở phía giáo sư Hidemi và Bánh Bèo, cái thai trong bụng cô nàng đang phát triển rất tốt và nó có khả năng tiên tri. Cái thai sẽ báo những cái tên xui xẻo phải bỏ mạng cho Bánh Bèo và chúng trùng khớp hoàn toàn với bản tin về những người mới bay màu. Hikaru và Chiruzu lên mạng tìm hiểu về những tin đồn lời nguyền Kudan gần đây. Cả hai bất ngờ phát hiện ra một bài đăng truyền bá về lời nguyền cũng như sự trùng khớp thông tin về tên tuổi, địa chỉ và lý do ra đi của các nạn nhân. Cứ như là Kudan thật đang dùng mạng Internet để tiên tri vậy. Khi lời nguyền tiếp tục lan ra khắp nơi như một dịch bệnh không thuốc chữa, Hikaru và Chiruzu tìm đến nơi người đăng tin bài trên Internet để hỏi về khuôn mặt con bò họ nhìn thấy là ai. Bất ngờ một con Kudan đầu bò thân người xuất hiện, tự xưng là bố của Chiruzu. Kudan tiếp tục đưa ra tiên tri với nam nữ chính, trời sẽ đổ mưa và thế giới sẽ sụp đổ. Hikaru yêu cầu con Kudan bí ẩn giải thích mọi việc. Tuy nhiên con Kudan chỉ nói rằng cả hai bị mất bóng của mình vì đều có liên quan đến nó. Điều cuối cùng trước khi bỏ đi, con Kudan bí ẩn nói rằng số phận có thể thay đổi được và yêu cầu hai người phải sống sót. Cùng thời điểm ấy, mẹ Chiruzu trở về nhà và gặp ảo ảnh chồng mình ngồi hút thuốc trong phòng khách. Cô vội chạy ra mộ và phát hiện cho cốt của người chồng đã quay trở lại. Phía giáo sư Hidemi cũng không hề chậm trễ, ông dường như đã nghiên cứu ra điều gì đó rất quan trọng. Dặn dò Bánh Bèo ở yên nơi nghiên cứu, giáo sư liên hệ với đeo kính và chia sẻ điều mình tìm được. Sau khi nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, giáo sư Hidemi vội vã gọi điện cho vợ cũ và muốn cô cùng con mình ra nước ngoài một thời gian. Chưa kịp giải thích, giáo sư gặp tai nạn trên đường và có vẻ như Bánh Bèo ở nhà đã biết trước cái tên gặp nạn là giáo sư. Cô ta chỉ không nói cho ông mà thôi. Toàn bộ câu chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn kể từ lúc này. Miyuki đã rời quê nhà và đến Tokyo tìm Hiraku cùng Chiruzu. Trong lúc cả ba gặp mặt trên đường, họ tình cờ chứng kiến một người đàn ông đang điên cuồng tàn sát những người xung quanh. Thì ra người đàn ông đã thấy tên bản thân xuất hiện trong bài đăng tiên tri trên Internet. Không cam lòng khi mình bị chọn, ông ta phát điên và muốn kéo theo những người lão gặp trên đường. Hikaru bất ngờ xông ra để ông ta đâm và yêu cầu người đàn ông kể về kẻ đứng sau những bài đăng trên Internet. Lão già phát điên và tác động vật lý Hiraku một cách điên cuồng. Tuy nhiên, khi thời điểm đã định, lão tự gục xuống qua đời vì cơn đau tim trong khi Hikaru vẫn sống sờ sờ. Sự việc đã bị một người lạ mặt chụp được, toàn cảnh việc Hikaru bất tử đã bị rất nhiều người biết được. Ngay khi Hikaru, Chiruzu và Miyuki định đi tìm đeo kính, anh chàng đã chủ động liên lạc trước để thông báo về tai nạn của giáo sư Hidemi. Và tất nhiên, tên giáo sư cũng xuất hiện trên bài đăng tiên tri. Hikaru rất bất ngờ vì cậu chàng cứ nghĩ đeo kính là kẻ đứng sau những bài đăng này. Đeo kính quyết định cho Hikaru biết được nghiên cứu của giáo sư Hidemi về ý nghĩa sự tồn tại của cậu ta. Theo như dòng chảy lịch sử, mỗi khi có dịch bệnh, chiến tranh hay thiên tai, cái tên Hikaru Tsujimoto sẽ xuất hiện ít nhất một lần. Bức ảnh của bố Chiruzu về Hikaru trong thế chiến chính là bằng chứng cho sự xuất hiện của Hikaru trong lịch sử. Mỗi khi cậu ta xuất hiện, tai họa sẽ giáng xuống. Quan điểm của giáo sư Hidemi cho rằng để tất cả mọi việc dừng lại, Hikaru phải biến mất. Lời nguyền này là một vòng lặp không lối thoát. Những năm Hikaru không xuất hiện, không hề có đại nạn nào xảy ra cả. Sau khi nói ra tất cả, đeo kính quyết định trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ta và đeo kính muốn được ở bên gia đình. Khi đeo kính đang đi dạo vào đêm cuối cùng, cậu ta bắt đầu suy tư về việc mình sẽ nhận tai họa ra sao. Bất ngờ một tên Yakuza ngày trước trong băng đảng còn sống sót xuất hiện và cầm dao đuổi theo đeo kính. Lúc này cậu ta mới thét lên rằng mình không hề muốn cuộc đời kết thúc, nhưng mọi việc đã muộn. Đêm ấy khi Chiruzu đã gặp Kudan mang khuôn mặt đeo kính xuất hiện, cuộc đời cậu ta đã chấm hết. Nhưng Chiruzu đã giấu Hikaru về việc này. Quá áp lực trước những gì đang diễn ra, Hikaru ra ngoài ngồi để suy nghĩ. Cậu gặp lại Bánh Bèo và được thông báo về cái thai của cô ta. Kết nối tất cả các manh mối, Hikaru nhận ra kẻ đăng bài lên Internet tiên tri những cái tên nạn nhân chính là Bánh Bèo. Đúng lúc này, Bánh Bèo nói ra những lời khó hiểu: kẻ thù của ta, đừng có mà ngáng đường.
Sau đó, một đứa trẻ phá nát bụng cô ta và bỏ ra. Đứa trẻ từ khi bò ra đã lớn nhanh một cách bất thường. Chỉ sau vài phút, một đứa trẻ trông giống Y Hikaru xuất hiện và cảnh báo cậu không được ngáng đường. Đứa trẻ nói rằng Hikaru phải biến mất khỏi thế giới này nên cậu bé mới được sinh ra. Khi Hikaru gào lên hỏi mục đích của đứa trẻ quái dị là gì, nó đột nhiên tan biến thành chất lỏng nhầy nhụa và chảy xuống cống, ngấm vào nguồn nước của tất cả mọi người. Ở nhà, Miyuki đã cặng hỏi Chiruzu vì cô bé nghi ngờ con cư đan có khuôn mặt đeo kính đã đến tìm Chiruzu. Chiruzu dẫn cô bé vào phòng và bật đèn, nói ra sự thật rằng mình cũng không có bóng. Nhưng bất ngờ lúc này, Miyuki lại đau đớn và gục xuống. Tại bệnh viện, rất nhiều người cũng đang có dấu hiệu như Miyuki, đến nỗi họ không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Bầu trời Tokyo đang đổ mưa và thảm họa đang xảy ra. Trên đường phố, một người đàn ông khỏa thân xuất hiện đi trong mưa, khiến mọi người cho là kẻ biến thái. Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đã khiến sự tồn tại của Hikaru hồi phục. Cậu trở về quê và được cô hàng xóm nhận ra. Cậu tìm đến ngôi đền Tenjin và thấy nhà mình thực sự ở đó. Hikaru bật TV và nhận được tin tức về căn bệnh bí ẩn đang lan truyền. Cậu chợt nhớ về lời con cư đan tự nhận là cha của Chiruzu. Thế giới sẽ sụp đổ và Tokyo là nơi bắt đầu. Lúc này tay nhà báo đã chụp được sự kiện bất tử của Hikaru tìm tới cửa. Chưa kịp hỏi han gì, ông ta nhận được điện thoại và tin nhắn từ tòa soạn. Có một người đàn ông trông giống hệt Hikaru, không mặc gì đang xuất hiện trên đường phố. Hiện trạng chỗ con quái vật mang khuôn mặt Hikaru đang vô cùng hỗn loạn. Bất cứ ai cố tiếp cận anh ta trên phố đều tự nhiên gục xuống. Khi mọi người hoảng loạn bỏ chạy, anh ta lại dần tan chảy, y như lần gặp Hikaru. Trên xe quay trở lại Tokyo, Hikaru đã kể tất cả cho tay nhà báo. Cậu thẳng thắn nói rằng sự biến mất của cả cậu và bản thể kia sẽ cứu được Tokyo. Tay nhà báo lại tiếp tục nhận được điện thoại về tình hình hỗn loạn ở Shibuya, Tokyo. Cả hai quyết định tới hiện trường. Ngay khi tới nơi, tên bản thể lại xuất hiện sau lưng Hikaru. Tên bản thể cho rằng đây là định mệnh, thảm họa là việc tất yếu sẽ xảy ra. Trong khi đó, tay nhà báo đang ghi âm lại tất cả. Ngồi trong bệnh viện, Chiruzu nhìn thấy Hikaru trên TV. Cô vội vàng rời đi để tìm bạn trai, mặc cho Miyuki ngăn cản. Trở lại Shibuya, bản thể của Hikaru đang giải thích cho cậu về bản thân. Hikaru Tsujimoto là một thực thể vốn chỉ tồn tại để báo hiệu những gì sắp xảy ra. Nhưng Hikaru đã dần có những hành động khác với những gì định mệnh quy định. Cậu từng nhiều lần cố tự khép lại cuộc đời, vì vậy một Hikaru dị biệt được sinh ra để đảm bảo định mệnh đi đúng hướng. Hikaru bản thể tồn tại để đảm bảo dù Hikaru hiện tại có biến mất, vẫn còn một Hikaru khác ở đây để tiếp tục định mệnh. Không quan tâm đến sinh tử của Hikaru bản gốc, tên dị biệt cho rằng hắn sẽ tự mình tiếp tục định mệnh đang diễn ra. Lúc này Hikaru bất ngờ cầm bật lửa và bình xịt xông tới đốt cháy kẻ dị biệt trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Hikaru hét vào đám người đang bàng hoàng, ngay lúc này phải dùng thuốc khử trùng bởi kẻ dị biệt này chính là nguồn gốc căn bệnh đang lây lan. Trong lúc mọi người đang tranh cãi và chần chừ, tay nhà báo cướp lấy bình khử khuẩn phun thẳng vào kẻ dị biệt đang cháy. Tưởng như tất cả đã xong xuôi, Hikaru lại yêu cầu tay nhà báo đưa đồ cậu đã mua ra. Hikaru đã tự đổ xăng lên người, châm lửa và bùng cháy. Tay nhà báo cố hết sức dập lửa, nhưng đám cháy lại bùng lên với hình hài một con cư đan. Nó đưa ra lời tiên tri rằng thế giới sẽ kết thúc sau 7 ngày nữa. Khi con bò biến mất, nhà báo nhận ra Hikaru vẫn còn sống, nhưng cậu ta liên tục yêu cầu hãy tự khép lại cuộc đời mình đi. Trong khi nhà báo liên tục an ủi rằng hãy tìm cách khác, một cảnh sát đi tới và kết thúc Hikaru bằng một phát đạn. Khi những đồng nghiệp xông tới chất vấn thì cảnh sát này đã nói Hikaru là con quái vật bất tử. Đúng vậy, ăn một viên đạn nhưng Hikaru vẫn có thể bò dậy. Lời tiên tri có lẽ sẽ đúng, thế giới sẽ tận diệt sau 7 ngày. Khi Chiruzu đến được khu vực xảy ra biến cố, nơi này đã biến thành một khu vực kinh khủng, cướp bóc, cưỡng bức, đánh đấm xảy ra khắp nơi. Băng qua dòng người hỗn loạn, Chiruzu đi tìm kiếm Hikaru khắp nơi. Nhìn thấy Hikaru đang bị tra tấn, cô vội vàng chất vấn đám người hành hung để bảo vệ bạn trai. Nhưng một cô gái gần đó đã phát hiện Chiruzu không có bóng. Hikaru cố gượng dậy để bảo vệ Chiruzu, nhưng một kẻ gần đó đã xông tới xử lý cô. Phát điên trước tình cảnh này, Hikaru cho rằng con người là một giống loài ngu ngốc, yếu đuối và đáng thương. Hikaru và Chiruzu cố gắng nắm lấy tay nhau, trong khi Hikaru đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên hủy diệt loài người hay không. 2 tuần sau những sự kiện điên rồ, Chiruzu ngồi ngắm nhìn tấm ảnh nhóm bạn chụp chung. Cô nàng là đầu mối duy nhất còn sót lại của vụ bạo động Shibuya và đang bị tra hỏi. Tuy nhiên, Chiruzu không hề nhớ gì, ký ức của cô chỉ dừng lại ở chuyến đi chơi. Cho dù nhà báo có hỏi gì, Chiruzu vẫn chỉ tập trung vào khoảng trống của bức ảnh. Lẽ ra, chỗ đó có một người khác, nhưng bức ảnh lại trống mất vị trí này. Chiruzu cũng không thể nhớ được người bị thiếu mất là ai. Chiruzu được trả tự do sau khi không thể khai thác được gì. Sau sự kiện Shibuya, căn bệnh hoàn toàn biến mất,
chỉ có những người đã qua đời là không thể trở lại. Đúng vậy, toàn bộ nhóm bạn giờ chỉ còn Chiruzu còn sống. Chiruzu trở về quê và được Miyuki dẫn đi dạo xung quanh. Ngôi đền Tenjin lại xuất hiện. Nhìn thấy chú bò ở cổng đền, Chiruzu chạm vào và bất ngờ rơi nước mắt. Nhìn thấy điều đó, Miyuki bất ngờ nói rằng Chiruzu không hề bị nguyền rủa. Cô là người được tất cả mọi người yêu thương. Nhẹ nhõm sau chuyến về quê, Chiruzu trở lại, tốt nghiệp và đi làm. Để xả stress, cô được đồng nghiệp đưa tới một quán bar để uống. Tại đây, cô gặp một anh chàng bartender, điển trai mời rượu. Anh ta tự giới thiệu, mình tên là Hikaru Tsujimoto. Trên đây là toàn bộ những gì đã xảy ra trong Kudan no Kotoshi hay Ngư Nhân. Phần kết vội vàng của câu chuyện hẳn sẽ làm nhiều bạn lấn cấn với hàng loạt thắc mắc như: tại sao nhân vật chính có sức mạnh thời gian? Lời nguyền xuất phát từ đâu? Tại sao những lần trước nam chính đem đến chiến tranh hay dịch bệnh và điều này hủy diệt nhân loại nhanh hơn rất nhiều? Vậy mà lần này anh ta lại đem tới lời nguyền Kudan với mớ hỗn độn giữa bất tử và bay màu vì tai nạn. Tại sao lời nguyền lại dính líu đến bố của cô bạn gái? Tuy nhiên không thể phủ nhận, Ngư Nhân đã có khởi đầu rất tốt và gây được sự tò mò cho độc giả. Còn các cậu thấy thế nào về bộ manga này? Liệu các cậu có cách giải thích nào hợp lý với những bí ẩn trong chuyện không? Hãy comment ở phía dưới để cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì What You Wear Out!